Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Yeah! Kính thưa quý vị, Whatever xin nói chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Đấu trường đường phố. Kính thưa quý vị, chương trình Đấu trường đường phố với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Red Bull tiếp năng lượng tích cực hút tung thách thức. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị một trong những bộ môn thể thao trên đường phố mang đậm chất bản lĩnh của đàn ông, đó chính là bộ môn Street Workout. Khó khăn không phải rào cản, đó là thách thức được tạo ra để tôi chinh phục. Họ đã sẵn sàng đối diện mọi thách thức. Và Street Workout sẽ mang lại những gì cho chúng ta? Hãy đến với phần giới thiệu của tôi. Hai đội chơi tiêu biểu sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những thách thức họ gặp là gì. Xin giới thiệu với quý vị, bên tay trái của họ rapper, đó chính là đội Street Workout quận 9. Bên tay phải của họ rapper, đó chính là đội Street Workout Dĩ An Bình Dương. Và đến với trận đấu ngày hôm nay, hãy cùng nhau chào đón một thành phần không thể thiếu được, đó chính là ban giám khảo. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của một trong những vị chuyên gia được gọi là Master. Đây sẽ là người đầy đủ những kiến thức về chuyên môn, những thành tích để đưa ra những lời nhận xét và số điểm cần thiết nhất dành cho các bạn. Hãy chào đón ngài chủ tịch trẻ tuổi của Street Workout Việt Nam, Nguyễn Đình Hùng. Tôi là Nguyễn Đình Hùng, chủ tịch của Street Workout and Calisthenics Việt Nam. Master Nguyễn Đình Hùng, một trong những người tiên phong đưa bộ môn Street Workout về Việt Nam. Street Workout Calisthenics là một môn thể thao nghệ thuật mềm dẻo đường phố, có bản chất là một môn thể dục để rèn luyện sức mạnh và thể lực cơ bắp cho các chiến binh của người Hy Lạp ngày xưa. Và với xu hướng ngày nay thì bộ môn đã được phát triển thành một loại hình thể thao và người tập luyện đã sử dụng các thiết bị như xà đơn, xà kép để nâng kéo trọng lượng cơ thể của bản thân. Street Workout khác với rất nhiều loại hình thể thao khác khi mà giá trị về mặt thể chất của bộ môn đem lại cho người tập luyện. Ngoài sức khỏe, phòng chống bệnh tật, bộ môn còn giúp cho người tập luyện có một thân hình thẩm mỹ với những khối cơ bắp cực kỳ ấn tượng. Và những giá trị về mặt tinh thần khi mà bộ môn có rất nhiều động tác nghệ thuật mà người tập luyện luôn nỗ lực và cố gắng thực hiện được nó. Kiến thức sâu rộng, kỹ thuật hoàn hảo, tinh thần mạnh mẽ, Nguyễn Đình Hùng được cộng đồng Street Workout ngưỡng mộ và tin tưởng. Cảm giác ngày hôm nay như thế nào khi gặp gỡ hai đội chơi ạ? Đầu tiên thì mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì chúng ta đã có một cái sự kiện, có một cái sân chơi như thế này để cho tất cả anh em tập luyện có thể tham gia thi đấu, thể hiện bản thân và truyền những cảm hứng, động lực và cái năng lượng tích cực cho mọi người. Cảm ơn Hùng rất nhiều. Và bây giờ đồng hành cùng với anh Nguyễn Đình Hùng sẽ là hai vị khách mời đặc biệt. Đó chính là hai hoàng tử trong làng xiếc Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ và nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp. Xin chào hai anh. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, hai chàng hoàng tử xiếc tài năng đang góp phần đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam ra thế giới. Với những điểm khá tương đồng trong kỹ năng biểu diễn của xiếc và Street Workout, họ hoàn toàn xứng đáng để trở thành giám khảo trong đấu trường đường phố ngày hôm nay. Và đến với bộ môn Street Workout này, hai anh cảm nhận như thế nào về nền tảng, có những điểm tương xứng, tương đồng ra sao với xiếc Việt Nam ạ? Cơ thấy là cái bộ môn Street Workout này là một môn rất là nghệ thuật và cần rất là nhiều sức mạnh. Khi mà Cơ và Nghiệp xem các bạn trên những cái phương tiện truyền thông á, thì mình cảm thấy là các bạn có đầy đủ cơ hội cũng như là sức mạnh để các bạn thể hiện bản thân mình và các bạn có thể vươn xa hơn nữa nếu như các bạn đam mê và yêu thích bộ môn này. Các bạn cố gắng lên. Còn với Quốc Nghiệp thì thực sự hôm nay rất là tuyệt vời khi mà đứng ở trên đây được làm một cương vị mới là ban giám khảo. Chúc cho hai đội của mình hôm nay có một cái cuộc tranh tài rất là hăng hái, hăng say và luôn luôn có một cái tinh thần thể thao. Cảm ơn các bạn. À Hưng, em là đội trưởng của Street Workout Dĩ An Bình Dương. Street Workout đã thay đổi cuộc đời của Hưng ra sao? Nó thay đổi em về, tất nhiên là về body là một, với lại tính cách mình là hai, tư duy nữa. Dạ em. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ 2016. Khi đó tôi là một thằng nhóc mê chơi game, đến quên ngày tháng. Một cơ thể ốm yếu, việc học thì dang dở, gia đình không trọn vẹn.
lại dành quá nhiều thời gian cho những thứ vô bổ. Trong mắt có nhiều người, tôi là một kẻ vô dụng. Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy được những hình ảnh này, những động tác thật mạnh mẽ, chuyển động của cơ thể đầy ấn tượng, và tôi bắt đầu thử. Nhưng thật không dễ dàng, thất bại cho nên quá quen thuộc, tôi đã muốn từ bỏ tất cả. Cho đến khi tôi đứng với họ trước bước cao với em, một nhóm với những người trẻ tuổi có người phải tính cách cuộc sống riêng, nhưng đều chung một đam mê thể thao tuyệt vời này. Và họ chia sẻ nguồn năng lượng tích cực giúp tôi hút tung mọi thách thức. Và đó là khi tôi nhận ra khó khăn cũng là lúc giúp chúng ta mạnh mẽ và kiên cường hơn. Để tôi quyết tâm tập luyện, quên đi nỗi buồn hay đau bản thân, và cùng nhau chúng tôi tiếp tục theo đuổi đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Chúng tôi là Chúng tôi là gì? Chúng tôi sẽ đưa chiếc quốc cao Việt Nam ra thế giới. Và em đã trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác sau khi đến với chiếc quốc cao. Cảm ơn Thanh Hưng đã chia sẻ câu chuyện của chính mình. Và bây giờ xin mời ban giám khảo cùng với tất cả các thành viên trong hai đội Dĩ An Bình Dương cùng với quận 9 hãy cùng với Street Out cống hiến hết sức mình với vòng 1 chọi 1 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với đấu trường đường phố. Hãy sẵn sàng với vòng đầu tiên của chúng tôi, 1 chọi 1. Đối kháng cá nhân, mỗi đội cử ra 3 thành viên bốc thăm chia cặp đấu 1 chọi 1. Hai cá nhân sẽ lần lượt thể hiện các kỹ năng tốt nhất của mình. Ban giám khảo sẽ quyết định ai giành chiến thắng. Đội nào thắng 2 trong 3 lượt đấu sẽ giành chiến thắng trong phần thi này. Hai thành viên của nhóm nhạc B336 xin mời quý vị chào đón Kenji và Winner. Chào Winner. Chào Kenji. Chào anh ạ. Hôm nay thì em sẽ có một lời thách thức thay cho đội của Di An. Hôm nay chúc mọi người sẽ làm thật tốt mọi việc và bên quận 9 sẽ hãy cố gắng nha, tại vì bên này rất là khó lường á. Đấy, rất là mạnh đúng không nào? Cảm ơn Winner. Còn Kenji thì sao nào? Em cũng mong bên kia cố lên, cố thắng lên. Chúc bạn may mắn đúng không nào? Rất tốt. Hưng là đội trưởng thì Hưng sẽ đề cử 3 thành viên nào bước vào vòng đầu tiên này? Thứ nhất là sẽ là em, và người thứ hai đó chính là một người bạn của em, Khương, và một người em của em là Nghĩa. Nghĩa, rồi. Còn với đội quần chính thì sao nào? Bên em thì có bạn Hoàng. Bạn Hoàng với bạn... Đây, Hoàng đây. Đây, Hoàng đây. Sao? Sao? Hả? Ấu. Với bạn Thiên Phú. À, Phú nữa hả? Dạ, Thiên Phú. Với lại một bạn nữa là bạn Huy Khang. 100 phát tay dành cho 3 thành viên của mỗi đội ạ. Mong là các bạn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình. Và bây giờ sẽ là phần bốc thăm. Chọn đi ạ, chọn đi ạ. Ngay sau đây xin mời ban giám khảo cùng với tất cả quý vị khán giả đến với cặp đối kháng đầu tiên. Đó chính là Thanh Hoàng và Thanh Hưng. Hoàng, bạn là người bốc thăm số 1A, có nghĩa bạn sẽ thi trước trong cặp đấu này. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah, rất khỏe, rất khỏe. Tuyệt vời, rất khỏe. Wow, xoay người rất đẹp, 360 độ trên không. Người thầy rất là săn chắc. Với bộ môn Street Workout sẽ có rất nhiều tên gọi dành riêng cho từng động tác. Nếu như chúng ta cảm thấy đam mê về bộ môn này cùng với những vận động viên rất là chuyên nghiệp, hãy cùng nhau tìm hiểu và đặc biệt là đồng hành cùng với đấu trường đường phố để hiểu được những khó khăn và những bài tập đầy cam go của Street Workout. Rất hồi hộp, không biết ban giám khảo sẽ đưa ra những quyết định như thế nào đây. Rất cố gắng. À, cũng đã đẹp mắt đấy.
Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của bạn Hưng nhé nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, gọn gàng thôi. Đây chỉ là những bước khởi đầu đầu tiên. Một tinh thần rất là tự tin. Đôi tay khá là săn chắc đến từ phần thể hiện của Hưng. Quá đẹp, quá đẹp. Ôi, những đôi tay săn chắc làm tôi quá ấn tượng các bạn ạ. Thanh Hưng đã quyết định lựa chọn một món dụng cụ khác. Quá đẹp. Rất chuẩn ha. Oh. Rất tốt, rất tốt, rất linh hoạt, thưa quý vị. Lại tiếp tục chinh phục với món dụng cụ quen thuộc này. Cảm ơn bạn Thanh Hưng rất nhiều. Và bây giờ sẽ là ba lượt bình chọn của ban giám khảo. Đội nào có hai lượt nhỉnh hơn thì đội đó sẽ dẫn trước 1-0 nhé. Em mời anh Quốc Cơ trước ạ. Có thể nói là hai bạn có những cái kỹ thuật rất là tốt, nhưng mà ở đây thì Cơ có nhận thấy là bạn Hưng có những cái động tác uyển chuyển hơn và bạn có nhiều sáng tạo hơn, cho nên là Cơ sẽ chọn bạn Hưng. Dạ, một phiếu bình chọn dành cho Hưng đến từ Dĩ An, Bình Dương. Và bây giờ sẽ là lượt bình chọn của anh Quốc Nghiệp. Thì theo anh thì anh vẫn chọn bạn Hưng, bởi vì bạn Hưng làm rất chắc. Dạ, cảm ơn Nghiệp rất nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là tấm vé cuối cùng, không biết là anh Hùng sẽ dành cho ai ạ. Hai bạn đã thể hiện những kỹ năng rất là tốt, cả về sức mạnh này, cả về cái tính combo của động tác, mà khi các bạn có thể kết hợp nhiều động tác với nhau và xử lý những tình huống mà khi mà trong những động tác có những động tác lỗi là các bạn có phải chuyển ngay để các bạn thực hiện được. Vậy thì nhưng mà do bạn Hoàng đi trước nên là bạn Hoàng sẽ gặp một rất nhiều khó khăn hơn khi mà không biết là đối thủ phía sau làm những gì. Thì trong trận đấu này là Hoàng đang hơi thua thiệt một chút. Trong trận đấu này mình đánh giá ngang, hai người ngang nhau. Như để lựa chọn thì mình sẽ chọn là Hưng. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Như vậy 1-0 đang nghiêng về cho Dĩ An, Bình Dương. Nào, chúng ta đến với cặp đấu thứ hai, xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Bộ môn Street Workout không đòi hỏi chúng ta phải đầu tư quá nhiều về trang thiết bị, bởi vì quý vị có thấy được rằng là chỉ cần những cây xà kép hay là xà đơn ở ngoài công viên hay bất kỳ một công trình công cộng nào đó. Wow, rất đẹp mắt. Kỹ thuật khá tốt đến từ bạn Nghĩa. Và bạn Nghĩa cũng đang lắng nghe sự lời động viên của các đồng đội của mình, đặc biệt là đội trưởng Thanh Hưng. Street Workout là một trong những bộ môn cực kỳ hiệu quả để chúng ta nâng cao được thể lực của mình. Rất đẹp, rất đẹp, kính thưa quý vị. Một pha xoay người trên cột 360 độ rất thành công. Lại tiếp tục là xoay người. Hai pha xoay người liên tiếp trên cột. Sức mạnh đôi tay của Trọng Nghĩa rất là đáng nể.
Cảm ơn Đồng Nghĩa. Nào Thiên Phú, vào vị trí. Và bây giờ sẽ là Thiên Phú. Anh ấy chọn một vị trí hoạt động khác so với đối thủ của mình. Rất đẹp mắt. Wow, kỹ thuật rất tốt đến từ Thiên Phú. Đôi tay quá khỏe quý vị à. Và Thiên Phú sẽ chinh phục thử thách này ra sao đây? Rất tốt, anh ấy dễ dàng xoay chuyển được tư thế của mình với đôi tay săn chắc và giữ thăng bằng khá tốt. Xoay người. Xoay người. Xoay người. Xoay người. Và quý vị thấy được rằng là độ trơn của những cây xà này sẽ là một trong những thách thức mà các vận động viên phải đối mặt, thường xuyên đối mặt mỗi ngày. Và rõ ràng là độ khó trong pha trình diễn vừa rồi của Thiên Phú là rất cao. Và Thiên Phú nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình đến từ tất cả mọi người. Rất đẹp, cảm ơn Thiên Phú. Chúng ta đã trải qua lượt đấu thứ hai đến từ Trọng Nghĩa và Thiên Phú. Và bây giờ xin mời ban giám khảo đưa ra những lần bình chọn của mình. Mình thấy là kỹ thuật của hai bạn trình diễn cũng khá tốt. Có điều là bạn Phú thì mình có thấy là bạn có rơi một lần ở dưới. Nhưng mà thực sự là bởi vì cái động tác của bạn quá khó. Rất khó. Mình cảm nhận được cái điều đó. Ở đây thực sự nếu như mà để cơ chấm điểm thì cơ muốn là cho hai bạn đồng điểm với nhau. Dạ, nhưng bắt buộc mình phải lựa chọn một tấm vé thôi. Cơ sẽ chọn bạn Phú. Cảm ơn Quốc Cơ rất nhiều. Một phiếu bình chọn dành cho Thiên Phú rồi. Với Quốc Nghiệp thì cái vòng này Nghiệp lại thấy là bạn Nghĩa có những cái động tác là xoay 360 độ rất là nhiều lần. Và có những cái động tác là phải xoắn tay nữa. Cho nên rất là khó. Để mà chọn hai bạn thì chắc là Nghiệp nghiêng về bạn Nghĩa nhiều hơn. Oh. Xin mời anh Đinh Hùng ạ. Động tác của bạn Nghĩa thì làm rất tốt nhưng cái mức độ khó thì thấp hơn. Yeah. Nhưng mà của bạn Phú thì làm cái động tác chuyển động rất là khó. Nhưng bạn bị lỗi một chút nên có thể là hai cái phần chuyển động của các bạn ngang nhau. Yeah. Nhưng mà về phần sức mạnh thì bạn Phú đã thể hiện cái động tác khó hơn rất nhiều. Yeah. Về cái sức mạnh như cái động tác về máy bay này, bạn nâng lên và tay rất là rộng, nhìn rất phi vật lý. Trong cái phần này thì mình sẽ chọn Phú. Wow, như vậy tỷ số là 1-1 rồi các thưa quý vị. Rất hấp dẫn với trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là cặp đấu thứ 3 sẽ quyết định xem với vòng thi đấu cá nhân đội nào sẽ dẫn trước quý vị nhé. Xin mời cặp 3 bắt đầu. Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Đấu trường đường phố sẽ được phát sóng trên NetLove. NetLove kết nối tình yêu. À, sẽ có những đồng đội hỗ trợ cho mình để đảm bảo thật chắc nha. Ồ. Ôi. Rất đẹp. Đôi tay rất khỏe. Wow, sự bền bỉ dẻo dai để giúp cho Hoàng Khương có thể trụ vững được trên xà. Trời, khó vậy mà anh cũng làm được kìa. Những pha xử lý ở tầm khá thấp của Hoàng Khương. Hoàng Khương sẽ thay đổi ở vị trí từ thấp và bây giờ sẽ lên cao. Bay người nào. Rất đẹp mắt. Rất đẹp mắt và cực kỳ chính xác. Hoàng Khương đã tính toán rất là chính xác quãng đường đi của mình với những pha hành động này. Wow, rất xuất sắc. Rất đẹp mắt thưa quý vị. Cực kỳ uyển chuyển, dẻo dai và đầy linh hoạt.
Đôi tay nãy trụ rất vững trên xa. Chỉ còn một tay mà thôi. Rất chuẩn, rất chuẩn. Cảm ơn Hoàng Cương, rất thành công nha. Huy Khang của Super Quốc Cao quận 9 đang sẵn sàng. Anh ấy sẽ chinh phục thử thách nào đây? Rất tốt nha, rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Và quý vị thấy được rằng là nhịp độ thở của các vận động viên Super Quốc Cao cũng đòi hỏi phải thật là đều đặn và có kỹ thuật riêng để giữ được năng lượng của mình liên tục được đốt cháy qua từng pha hành động. Và bây giờ sẽ là khu vực xà kép. Các đồng đội đang hỗ trợ cho Huy Khang, cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, đây chính là một trong những pha hành động rất là mạo hiểm và kính mong tất cả mọi người chúng ta sẽ không liều lĩnh để thử những pha hành động nguy hiểm này tại nhà hay bất cứ đâu quý vị nhé. Huy Khang lại tiếp tục sẽ chinh phục tại khu vực xà đơn. Rất khỏe, gương mặt anh ấy đang thể hiện sự quyết tâm cao độ. Rất nghệ thuật đó. Rất bình tĩnh, rất điềm đạm. Đúng là bản lĩnh của từng vận động viên sẽ được thể hiện qua những động tác của họ. Ở trên xà cùng với Super Quốc Cao. Ôi, xoay kìa, xoay người kìa. Wow. Từng cơ bắp, từng khớp tay của anh ấy cực kỳ uyển chuyển kìa thưa quý vị. Một pha trình diễn rất là thuyết phục của Huy Khang. Chà, cặp đấu này là cân tài quân sức nha mọi người ơi. Đẹp quá luôn. Chắc chắn sẽ gây khó cho bạn giám khảo rất nhiều. Cảm ơn Huy Khang. Xuất sắc quá. Trời ơi, cặp đấu cuối làm tôi rất là hồi hộp. Và không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào ạ? Mời anh Nghiệp. Cả hai đều có những cái động tác mà khó riêng. Ở bên bạn Khương thì những cái động tác đầu tiên là những cái máy bay mà mình phải nói là máy bay cao tới thấp và tới thấp luôn. Và có những cái động tác xoay 360 độ rất chắc. Bạn Khang thì rất tự tin, làm những cái động tác cũng rất là chắc. Nhưng mà bây giờ để chọn ra một bạn chiến thắng trong vòng này thì Nghiệp. Quyết định chọn bạn Khương. Khương, yeah. Một phiếu bình chọn dành cho Khương rồi, nhưng còn hai phiếu nữa. Đối với người xem á, là người ta muốn xem cái gì đó nó có sự thay đổi để là người ta có những cái cảm nhận hơn. Nếu mà là anh là một người xem trình diễn và xem về độ kỹ thuật, độ khó thì anh sẽ chọn bạn Khang. Wow. Tấm phiếu cuối cùng sẽ quyết định được phần chiến thắng tại vòng đấu này sẽ thuộc về đội nào nhé. Xin mời anh Đình Hùng. Khó quá. Đấy, cả khó để đẩy về cho chuyên gia rồi. Các động tác chuyển động thì Khương thực hiện tốt hơn. Các động tác vòng lớn và chuyển qua, bay qua người, qua xà. Sau đó 360 độ, không bị động tay, không bị động khuỷu tay hay động vào người và xà trong quá trình bay. Về phần sức mạnh thì Khang lại tốt hơn. Từ máy bay vẫn đẩy lên chuối xong lại hạ xuống. Và cái combo đấy đâu thể hiện sức mạnh rất là nhiều. Về phần tính nghệ thuật thì Khang cái động tác rất là chắc. Và để lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn Khang. Bộ phiếu bình chọn cuối cùng đã thuộc về Huy Khang. 2-1, chiến thắng thuộc về Street Workout quận 9. Với vai trò là đội trưởng nè Phú ơi, em cảm nhận như thế nào về đội viên của mình trong phần thi đấu vừa rồi? Nói chung là các bạn đã cố gắng hết sức rồi đó. Nói chung là hoàn thành tốt những gì mình có thể mình làm, cố gắng hết sức luôn rồi. Dạ. Nhưng mà anh hỏi nhỏ câu này nó hơi cá nhân tí nha. Vì sao mọi người bình chọn bạn là đội trưởng? Dạ, đây là một phần là kiểu như em tập lâu hơn các bạn. Rồi em, những cái bạn mà vô sau em sẽ hướng dẫn những tất cả những cái cơ bản cho mấy bạn. Là mấy bạn sẽ tập nhanh hơn nữa. Tuy em ví dụ một động tác đó em có thể em tập tới 1-2 năm, còn mấy bạn chỉ còn vài tháng thôi. Tại vì em đã trải qua rồi. Nên là em biết cái nào mà nó tập nó đơn giản hơn, kiểu như nó rút gọn hơn thì em sẽ hướng dẫn mấy bạn. Vậy là em đã theo đuổi Street Workout rất là lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em theo đuổi Street Workout 5 năm rồi. Xin chào, tôi là Hoàng Phú. Tôi là một nhân viên văn phòng chính hiệu. Mặc dù chỉ mới bắt đầu thôi nhưng mà tôi luôn mong muốn mình nỗ lực và cố gắng hết sức hoàn thành những công việc mà mình được giao. Sau giờ làm, trong khi nhiều đồng nghiệp về nhà, đi chơi hay tiếp tục những công việc dở dang,
tôi lại đến một nơi quen thuộc trong suốt 5 năm qua. Đó là nơi mà những người anh em trong nhóm Street Workout quận 9 của tôi. Người còn đang là sinh viên, người đã đi làm, chúng tôi cùng nhau tập luyện, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong một ngày. Những chuyển động nhịp nhàng của cơ thể, những áp lực tinh thần trong từng động tác, những kỹ thuật không phải là ai cũng có thể thực hiện được. Tất cả đã ngấm vào trong tế bào cơ thể của chúng tôi. Đó là cuộc sống, đó là đam mê không thể từ bỏ, và đó là Street Workout. Không, tôi chỉ bỏ cuộc khi tôi có một mình. Nhưng tôi có những người anh em mà tôi tin tưởng. Tôi tin rằng khi đam mê của chúng tôi đủ lớn sẽ giúp chúng tôi khơi bùng năng lượng tích cực để duy trì và phát triển nó. Street Workout quận 9, thách thức mọi giới hạn. Yeah! Cảm ơn câu chuyện chia sẻ đến từ bạn Hoàng Phú, đội trưởng của Street Workout quận 9. Và cảm ơn sự bình chọn của ban giám khảo rất nhiều. Nhưng sự cân não chúng ta vẫn phải tiếp tục. Đó chính là vòng thi đấu thứ hai ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố được mang tên Đối kháng đồng đội. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Đối kháng đồng đội. Mỗi đội cử ra 5 thành viên cùng nhau thể hiện một bài biểu diễn phối hợp các kỹ năng tốt nhất trên nền nhạc có sẵn. Trong thời gian 3 phút, ban giám khảo sẽ quyết định đội nào giành chiến thắng trong phần thi này. Và theo đúng với luật chơi thì đội nào đang có lợi thế dẫn trước sẽ là đội thi trước. Xin mời Street Workout quận 9. Và phần thi của quận 9, 3, 2, 1, let's go! 5 thành viên xuất sắc của Street Workout quận 9 sẽ bắt đầu phối hợp cùng với nhau. À, rất nhịp nhàng ha. Quá đẹp. Rất đều đặn. Đây là một pha song tấu mở màn đến từ quận 9. Tại khu vực xà đơn thì bây giờ các anh ấy đang di chuyển đến khu vực khác rồi. Wow, một đội hình khá là cần sướng quý vị. Vị trí trung tâm, cánh tả và cánh hữu khá là đẹp mắt. Màn trình diễn rất là cân bằng đến từ 5 thành viên của quận 9. Phối hợp rất nhịp nhàng ạ. Wow! Một tòa tháp người đang được xây dựng lên bởi 3 thành viên của quận 9. Rõ ràng là các thành viên đều rất là quan trọng ở từng vị trí khác nhau. Tinh thần thật bình tĩnh và giữ đều nhịp thở rất là quan trọng. Wow! Trụ rất vững thưa quý vị. Wow. Rất đẹp mắt, rất khỏe khoắn. Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh của tuổi trẻ đến từ phần trình diễn của các bạn quận 9. Rất tự tin, chỉ một tay mà thôi. Rất khâm phục với tinh thần và thể lực của các bạn trong ngày hôm nay. Và liên tục là những động tác khó được thể hiện bởi các tài năng các vận động viên Street Workout. Và quý vị, xin lưu ý rằng chúng ta sẽ không thử những pha hành động này tại bất cứ nơi đâu nếu như chúng ta không được đào tạo chuyên sâu và chuyên nghiệp giống như là những vận động viên Street Workout. Năm trăm bốn mươi độ. Vâng, kính thưa quý vị, 540 độ, đó chính là số độ chính xác nhất mà ban giám khảo đã cung cấp cho chúng tôi với pha xử lý vừa rồi của vận động viên Siêu Quốc Ao quận 9.
liên tục là những pha phối hợp từ đồng đội cho đến cá nhân được thể hiện liên tục từ tài năng của các bạn siêu quốc ao trẻ tuổi đến từ câu lạc bộ của quận 9. Tiếp đất rất an toàn và cực kỳ gọn gàng. Wow! Wow! Một pha kết hợp cực kỳ nhuần nhuyễn đến từ đội trưởng của quận 9 là Hoàng Phú. Rất đẹp mắt, từng vị trí được tận dụng kia các bạn ơi. Quá đẹp rồi, quá đẹp. Một tràng vỗ tay thật lớn nào. Xin chúc mừng quận 9. Và sau đây sẽ là câu trả lời của Dĩ An Bình Dương. 3, 2, 1, bắt đầu. Let go, let go, let go. Wow. À, khá đều ha. Đẹp đấy, đẹp đấy. Ngay từ pha hành động đầu tiên, chúng ta đã thấy được sự gắn kết của cả 5 thành viên đến từ siêu quốc ao Dĩ An Bình Dương. 5 chàng trai rất là trẻ tuổi, cực kỳ khỏe mạnh. Và chúng ta đã thấy được sự sắp xếp đội hình thi đấu ngày hôm nay của Dĩ An Bình Dương khá là khoa học và cực kỳ hợp lý. 3 thành viên thì thi đấu ở nội dung cá nhân, 5 thành viên còn lại sẽ thi đấu ở nội dung đồng đội để có thể tiết kiệm được năng lượng của các bạn và cống hiến hết sức mình ngày hôm nay. Dạ, những bài múa bằng những động tác cơ bản đến từ siêu quốc ao. Khá đẹp, khá đẹp, rất là cân xứng. Và như ban giám khảo đã chia sẻ, tại vòng thi đấu đồng đội này chúng ta sẽ có 3 tiêu chí chấm điểm. 1 vẫn là phần kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn. 2 là phần mỹ thuật, truyền cảm hứng. Và 3 chính là sự ăn ý cùng với các đồng đội. Và đã là những đồng đội của nhau thì họ phải tin vào đồng đội của mình rất nhiều. Một động tác khá khó khi mà chúng ta bám vào cổ của nhau. Sự sáng tạo cũng chính là một trong những tiêu chí mà ban giám khảo sẽ đánh giá cao tiết mục dự thi này của các đội. Với những đội hình được xây dựng lên với tạo hình thật đẹp, sự sáng tạo, sự đam mê và liều lĩnh của các bạn cũng sẽ gây ấn tượng mạnh đến với ban giám khảo. Người cổ vũ rất nhiệt tình được không ạ? Yeah, yeah, yeah. Yeah, rất đẹp mắt. Wow. Dường như là những động tác xoay 360 độ không thể làm khó được vận động viên này của chúng tôi. Quá đẹp mắt. Và dù xoay như thế nào đi nữa thì điểm tiếp xúc của anh ấy cũng rất là hoàn hảo. Các vận động viên đến từ câu lạc bộ siêu quốc ao Dĩ An Bình Dương đang thể hiện sự quyết tâm của mình để làm khó cho đối thủ của mình và không cho đối thủ vượt qua. Rất đẹp mắt và đội Dĩ An Bình Dương liên tục thể hiện phần trình diễn cá nhân, nhưng bây giờ lại là tiếp tục một đội hình khá là đẹp mắt đến từ sự quyết tâm của cả 5 thành viên. Four.
Một tràng pháo tay dành cho cả hai đội ngày hôm nay. Rất khâm phục và ngưỡng mộ với tinh thần và thể lực của từng vận động viên. Nhưng quan trọng hơn hết, ban giám khảo đang suy nghĩ như thế nào? Với Quốc Nghiệp thì Nghiệp cảm nhận được một cái luồng sinh khí và một cái năng lượng rất mạnh khi mà xem các bạn thi đấu. Và Nghiệp thấy được là bên đội quận 9, các bạn có một cái teamwork rất là tốt, rất là đồng đều. Còn với bên đội Dĩ An thì Nghiệp thấy nó hơi rời rạc một tí xíu và có những cái lỗi rất là nhỏ thôi. Cảm ơn ban giám khảo Quốc Nghiệp. Còn với giám khảo Quốc Cơ thì sao ạ? Ở đây thì mình thấy là bên quận 9 các bạn có những động tác rất là đẹp mắt và cũng rất là khỏe mạnh. Nhưng mà các bạn thì hơi ít động tác đồng đội một tí. Còn bên bạn Dĩ An Bình Dương này thì mình thấy là các bạn có nhiều động tác đồng đội hơn. Nhưng mà các bạn có những cái lỗi nhỏ các bạn mắc phải. Xin cảm ơn giám khảo Quốc Cơ. Và với sự thống nhất của ban giám khảo, anh Đình Hùng sẽ thay mặt cho ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng. Thực ra thì trong quá trình mà ban giám khảo, ba anh em đã hội họp với nhau để có thể đưa ra những quyết định thì mọi người có những ý kiến và thực sự là rất là khó để có thể ra được quyết định. Thì ban giám khảo quyết định đã chọn ra đội thắng cuộc. Đó là bên quận 9. Wow! Xin chúc mừng đội Xuyên Quốc Ao quận 9 đã giành chiến thắng ngày hôm nay và giành được một tấm vé bước vào đêm gala của đấu trường đường phố. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là một phần chúc mừng đến từ ban giám khảo dành cho Xuyên Quốc Ao. Dĩ An Bình Dương xin kính mời ạ. Cảm ơn Hùng rất nhiều và chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là phần vinh danh cũng như chúc mừng cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Đội Xuyên Quốc Ao quận 9 xin kính mời. Xuất sắc, quá tốt. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Rồi, khoảng chuẩn bị tốt cho thật xong. Ok. Đây chính là chiếc nón để giúp cho chúng ta bước vào đêm gala chung kết cùng với đấu trường đường phố. Xin chúc mừng! Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với đấu trường đường phố ngày hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi những vận động viên đầy năng lượng, tích cực để vượt qua các thách thức cùng với chúng tôi vào tuần sau lúc 22 giờ 45 phút vào thứ tư trên kênh HT7 cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp năng lượng tích cực hút tung thách thức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.